Xin kính chào quý vị và anh chị. Dạo gần đây thì showroom em có mua đi bán lại rất nhiều xe. Với khối lượng xe như vậy thì em luôn luôn mong muốn lên sóng nhanh những cái video, những cái chiếc xe mộc nhất, những cái chiếc xe chưa qua spa tới quý vị anh chị. Và hôm nay lại tiếp tục một chiếc xe vừa mới mua về. Xin giới thiệu với quý anh chị chiếc GLC 200 4MATIC sản xuất năm 2021. Chiếc xe này là một chủ từ mới biển Hải Phòng anh chị nhé. Em vừa mới đi Hải Phòng về, mua về và mới tháo biển thôi. Chuẩn bị cá số để làm những cái thủ tục liên quan đến rút hồ sơ để có thể là anh chị người dùng tiếp theo khi mua chiếc xe này của em có thể vào tên ngay, không mất quá nhiều thời gian chờ đợi. Đó, đây là những cái chiếc xe mộc. Chiếc xe sản xuất năm 2021 mang ngoại thất màu đen và nội thất màu kem. Odo hiện tại là 4,4 vạn km, full lịch sử hãng. Một chiếc xe có thể đánh giá là cực kỳ mới anh chị nhé. Tất cả 4 lốp theo xe còn nguyên bản này, chưa thay. Và lốp sơ cua chưa hạ một lần anh chị nhé. Đó, với một chiếc GLC 200 4MATIC sản xuất năm 2021 ấy, thì nó sẽ được trang bị rất nhiều những option. Đó, ngay cái tên của nó thôi nó đã thể hiện cái tính năng của nó rồi. Đó là 4MATIC dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Đó, anh chị nào đi những cung đường khó thì chiếc xe này cực kỳ hay. Hệ thống đèn thông minh, Intelligent Light System và cảm biến va chạm xung quanh xe đầy đủ rồi. Phiên bản này có camera 360 anh chị nhé, vô cùng là sắc nét. Đó, đây là một chiếc xe em vừa mới đi về, mộc, chưa qua spa, chưa qua dọn rửa. Đó, lên sóng luôn cho anh chị đây. Và thời tiết Hà Nội, thời tiết ở khu vực Cầu Giấy, showroom em thì hiện tại đang mưa anh chị nhé, mưa phùn nhỏ. Nhưng em luôn luôn mong muốn gửi tới cho quý vị anh chị những cái mẫu xe lên sóng luôn, phải cập nhật nhanh. Đó, đây là trong khoang nội thất của chiếc xe anh chị nhá. Đó, màu kem thì cực kỳ đẹp rồi. Ghế da còn đánh giá đẹp lên tới 98-99% so với một chiếc ghế da mới. Vô lăng này, tích hợp rất nhiều phím bấm này, còn rất đẹp này. Có cả phím cảm ứng anh chị nhá. Màn hình giải trí cỡ lớn, sắc nét và đã có Việt hóa rồi anh chị nhá. Đó, hệ thống loa thì chắc chắn phải nói tới rồi. Đây là hệ thống loa Boommeter. Vừa nãy đi trên đường thì em có nghe hệ thống loa này rồi, cực hay anh chị ạ. Đó, đèn auto chắc chắn rồi, rất nhiều những tính năng khác. Và thêm nữa, gỗ ốp của chiếc xe này cũng sẽ khác so với phiên bản GLC 200. Phiên bản này sẽ dùng gỗ sần nhá, ốp vào táp lô, táp ly và bệ tì tay, rất là đẹp luôn. Tiếp đến là khoang sau của chiếc xe thì thực sự là cũng tương đối rộng rãi đối với một chiếc GLC. Trên phiên bản này thì sẽ chưa có cửa sổ trời anh chị nhá. Đó, nó sẽ thiếu sót hơn một chút so với phiên bản GLC 300. Nhưng đây cũng có thể coi là một điểm cộng trên những cái dòng GLC này. Đó, 4 lốp theo xe thì vẫn còn nguyên bản đấy anh chị nhé. Còn cực kỳ dày dặn này, em có thể chỉ này. Đó, với 4 vạn km cho một chiếc GLC thì thực sự là chưa xi nhê gì cả. Và bộ mâm này em đánh giá là bộ mâm phay này được sơn đen cũng rất đẹp anh chị nhé. Nó thể thao và cá tính hơn. Đó, một chiếc xe mộc hoàn toàn đây. Chút nữa thì em sẽ show nguyên cái phần động cơ tới quý vị anh chị. Động cơ là động cơ thế hệ mới rồi anh chị nhá. Đây, cốp đã. Một chiếc xe được đánh giá là rất mới với rất nhiều chi tiết còn nguyên ly lông. Đây anh chị có thể thấy này. Lốp sơ cua thì chưa hạ một lần nhá, anh chị thấy không? Nó vẫn còn bẩn này. Còn cả thảm zin anh chị nhá. Đó. Anh chị mà đặt bộ thảm zin này lên thì rất là đẹp rồi. Một chiếc xe mộc cập nhật nhanh tới quý vị anh chị luôn. Và em đã nói rồi, động cơ của chiếc xe này là mang cái mã hiệu mới 264 2.0 lít turbo cho tổng công suất lên tới 197 mã lực thay vì là 184 mã lực trên phiên bản cũ. Đó. Hộp số tự động 9 cấp 9G Tronic và hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC rồi. Cực kỳ lái, cực kỳ hay. Đây. Quý vị anh chị thấy có đây là ống thở của hệ thống 4MATIC nhá. Đó, ống thở của cái cầu trước đó. Tất cả chi tiết đều là mộc này, đều là nguyên bản 100% em đã kiểm tra rồi. Từ keo chỉ, khung gầm, hộp số, máy móc, tất cả đều là còn nguyên bản. Và còn cực kỳ đẹp nhá anh chị nhá. Với một chiếc xe chạy 4 vạn km thì thực sự là trên thị trường cũng không có quá nhiều mẫu xe đẹp như này đâu. Với một mẫu xe mà mang ngoại thất màu đen và nội thất màu kem. Đó, cũng không thể kiếm tìm dễ một chiếc xe này đâu. Hiện tại với mức giá chào bán đâu đó khoảng 1,5 tỷ. Một mức giá cực kỳ hợp lý cho một mẫu xe siêu siêu lướt
đến từ thương hiệu Mercedes-Benz, mẫu crossover được yêu thích nhất tại thị trường Việt Nam. Anh chị quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp với em hoặc đến cái địa chỉ là Auto 19, lô 2 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội để được lái thử và trải nghiệm với xe. Một lần nữa cảm ơn quý vị anh chị đã lắng nghe video em. Hẹn quý vị anh chị ở những video tiếp theo.